Alo, xin chào quý vị khán giả. Hôm nay là ngày 12 tháng 2 năm 2022. Cái gì cũng số 2, số 2, số 2 cuối hết đó. Đang đẹp trời. Đi về giải quyết cái vụ mà Tấn Sang hiến tặng gan cho bé Minh Thư. Thì câu chuyện như thế nào lát nữa xuống dưới nhà bé Minh Thư thì quý vị sẽ hiểu rõ câu chuyện nó sẽ ra sao. Sẵn luôn hôm nay sang xuống dưới để mà động viên cho người anh của cháu Minh Thư. Cháu Minh Thư gia đình đó thì nói chung là nghèo. Cháu Minh Thư thì bị gan, bị tùm lum la bệnh đó, gan từ gan nó biến chứng ra đủ thứ đó. Cho nên là cháu cũng yếu, sức khỏe nó cũng yếu. Rồi cháu này mới 14 tuổi, con gái mà nó chút ét à, do nó bị từ nhỏ tới lớn 14 năm qua thì cháu nó cũng bị trầm cảm, ít cái tiếp xúc với bên ngoài đó. Cháu cũng đẹp câm mà, thì bác sĩ nói thì cái việc mà có gan sớm á, để mà hiến tặng cho cháu được thay gan á, thì tốt. Chứ để càng ngày sức khỏe cháu càng yếu, bệnh nó càng nặng hơn. Rồi trong khi đó thì cái người anh của cháu Minh Thư á, thì lại bị mà cái khớp háng á, nó kỳ đó bị gì quên mất tiêu, bác sĩ cũng yêu cầu bắt buộc phải mổ phẫu thuật để thay cái khớp háng. Còn nếu mà để lâu quá là sau này nó sẽ bỏ luôn, cưa luôn cái chân. Mà cháu thì mê học quá, cháu sợ lên phẫu thuật rồi bỏ học, thì cho nên thì sang kỳ này về cũng gắng cố gắng động viên anh hai của cháu Minh Thư. Thì do cháu nó cũng 16 17 tuổi rồi, động viên là nếu mà cháu hỏi lo cho lên phẫu thuật luôn sớm càng tốt, rồi để nó lâu quá thì nó sẽ hư cái giò, tháo bỏ luôn, còn một chân nữa cũng tội nghiệp. Cho nên nay nhiệm vụ sang về dưới là thứ nhất là nói rõ về cái việc mà hiến tặng gan cho cháu Minh Thư của Sang cho cháu như thế nào. Bên cạnh đó thì động viên cho anh của Minh Thư đi lên Sài Gòn phẫu thuật. Thì sẵn ngày hôm nay đi thì Sang cũng giới thiệu quý vị là Sang có chở theo là mì đi về quê để chuẩn bị đi học về Trà Vinh luôn. Rồi sau đó Sang ghé ở chùa Ân Ao Bà Ôm ở thăm sư phụ đó, để mà sang lên cái kế hoạch cho cái lễ đặt Bác hội tại ở Trà Vinh vào cuối năm đó. Sang phải đo lại kích thước cũng như là cái chết cha, quên đem nó cái thước rồi, nói vụ đo 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 quên mất tiêu rồi đó. Thì để mà cho cuối năm làm cái lễ đặt Bác hội và cầu nguyện cho những hương linh chết trong trận dịch Covid, để cái lễ đặt Bác hội cũng lớn vào cuối năm nay. Và giới thiệu quý vị khán giả luôn là ngày hôm nay thì có Thủy bà xã sang đi theo, hôm nay chở bà xã sang đi theo. Ây da, dặn rồi nhường lại MC thứ hai. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn thân mến, để mi chào đi con. Hôm nay sáng hôm nay là ngày 13 tây tháng 2 năm 2022, thì hôm nay là Thủy dậy sớm để đi với anh Sang đi Trà Vinh. Sẵn là Thủy cũng muốn muốn đến nhà của bé Minh Thư á, tại vì thấy bé Minh Thư thấy thương quá, với lại ba mẹ của bé cũng rất là thấy thương luôn, người rất là hiền lành, rất là thật thà, rồi
cũng như Thủy thấy đầu năm anh Sang đi về Trà Vinh thì Thủy cũng xin được đi theo đi theo để với lại anh Sang cũng có ghé chùa Ân nữa. Giờ ở dưới sau lưng mình cũng có thêm một bạn nữa kìa. Đó. Hello. Chào quý khán giả. Tôi là Dương Nhỏ. Hiểu gì? Nhỏ. Cái cây nó sắp ngã luôn rồi. Cái trụ này. Ở đây là sáng sớm gia đình bé nhỏ của Tấm Sang lại hành trang lên đường. Đi xong rồi tranh thủ về rồi có việc ở tại Sài Gòn. Sau đó là Sang bay ra Hà Nội. Ngày thứ hai là Sang phải bay ra Hà Nội. Bay Hà Nội đi công tác 3 ngày xong rồi bay vô. Bay vô bắt đầu ngày 17, 18, 19 rồi lịch cũng về đặt. Rồi ngày 21 rồi Sang phải quay về lại miền Tây để lo lễ khánh thành cầu. Sau khi khánh thành cầu ở miền Tây với nó 2 ngày 3 ngày xong rồi quay về lại Sài Gòn. Một chỉ có một ngày chuẩn bị cho những chuyến hành trình đó là đi Tây Bắc. Thì Sang cũng nhắc luôn á, mà các bạn nào mà đã đăng ký đi Tây Bắc á thì xe mà đi các bạn mà đi chung á Sang nhắc lại nha. Xe Innova thì 7 chỗ mà xe mà gầm thấp á đi không có được. Rồi chỉ có mấy xe gầm cao như mấy xe 7 chỗ mà gầm cao á thì đi còn đỡ hơn chút. Thì các bạn nào mà đi được xe bán tải á thì càng tốt. Đó thì cái đi hành trình đó gian nan cả tháng mới về. Nói chung cực kỳ là gian nan. Các bạn nào đăng ký đi thì phải chuẩn bị trước tâm lý. Đi với Sang thì những cung đường toàn là mạo hiểm không à. Đó, ăn bờ ngủ bụi. Thì quý vị nào đi thì quý vị nhắn tin vô cái số điện thoại hotline rồi để đăng ký Sang chốt danh sách để mà xin cái giấy đi đường, cập nhật biển số xe. Đó, rồi số người đi. Tại vì cái hành trình chuyến này đi Tây Bắc đó là mục tiêu lên cái núi Lai Châu để mà giúp đỡ cho trẻ em nghèo trên cái trường học trên núi Lai Châu á. Để sau đó thì quay trở về thì đường mà quay vô bắt đầu chính thức là đi thám hiểm, đi tìm những cái vùng sâu, vùng xa, những cái nơi nào họ đang khổ cực, trẻ em đang thiếu thốn. Lúc đó mình mới đi giúp. Thì là bò đường quay vô là chúng ta bắt đầu từ hành trình thám hiểm á, dài vô tới về lại khu vực ở trong phía Nam. Thì mỗi một tỉnh như vậy mình đi ngang có thể là vài mất ngày, vài ngày. Cho nên là các bạn nào có đi thì nhắn vô cái số điện thoại hotline rồi rất mong được đồng hành với lại các bạn. Đi khoảng bao nhiêu ngày về anh? Từ hai mấy ngày tới 30 ngày mới về. Tây Bắc là mà đi tìm ra những cái nơi mà khó khăn để mình khảo sát, để mình lên kế hoạch để cuối năm đó mình đi giúp chuẩn gì đó. Rồi. Gần một tháng luôn á hả? Đúng rồi. Sau đó một tháng về đó bắt đầu đi Campuchia. Campuchia xong rồi tiếp tục đi có chương trình ở ngoài Hà Nội là hỗ trợ về cái học bổng cho trẻ em nghèo. Đó. Nói chung năm 2022 này sẽ hứa hẹn đem tới nhiều cung bậc cảm xúc cho quý vị khán giả xem ở mọi vùng miền, từ Cà Mau ra tới ngoài Bắc Giang, ở Lai Châu.
đường thì bây giờ nó nay cũng 12 rồi. Mọi thứ nó vô cái quỹ đạo để mà mọi người quay quần về cái công việc, cuộc sống mưu sinh nha cả nhà. Nói chung thì năm nay thì công việc sang nó cũng hơi nhiều. Riêng về cái vấn đề mà để mà giúp được cho bà con nghèo duy trì được lâu dài á, thì sang cũng đã cạn kiệt rồi. Suốt thời gian qua thì cũng tự bỏ tiền túi ra làm, kinh phí quá lớn. Cho nên thì quý vị khán giả nào mà có quyên góp vào quỹ á, thì thông tin nằm ở dưới phần bên dưới bình luận nha cả nhà. Dựa trên cái số tài khoản là chủ tài khoản tên là Trần Quy Đăng là đúng nha. Rồi quý vị nào là có chung lòng chung sức với Sang để đi giúp cho bà con nghèo ở mọi vùng miền á, cũng như là hệ thống xe cứu thương cộng đồng, xây cầu xây nhà tình thương, thì quý vị nhớ khi gửi thì quý vị ghi là họ tên ủng hộ vào quỹ, và để Sang hỗ trợ cho bệnh nhân nghèo, xây cầu đường, xây nhà, giúp đỡ trẻ em nghèo mọi vùng miền. Thì rất mong đón nhận được cái sự chung lòng chung sức của quý cô chú anh chị mạnh thường quân xa gần. Bây giờ là giống như anh Sang đã chính thức làm mở tài khoản để mà nhận tiền giúp cho bà con cô bác á, rất là nhiều công việc, ví dụ như xây cầu nè, nhà tình thương nè, rồi những vùng miền khó khăn, rồi những người bệnh tật ốm đau. Nhưng mà do cái kinh phí á, nếu mà em nghĩ, ví dụ giờ em nói một cái doanh nghiệp lớn luôn á, mà đi giúp cho bà con hàng tháng giống như anh vậy cũng không ai chịu đựng nổi. Không ai chịu nổi hàng tháng. Là mình từng lấy ngày tiền YouTube ra mình làm, với mình bán khẩu trang đó mình làm á. Thì bởi vậy, nhưng mà ví dụ giúp mà như như coi như là chinh chiến 24/24 ngày, ngày tháng năm đồ, thì còn không có bao nhiêu tiền mà đủ trơn á. Cho nên nó rất là cần cái sự chung tay của tất cả mọi người. Cũng như người ta nói một cây thì làm chặn nên non, nhiều cây chụm lại thành hòn núi cao, đúng không Tám Sang? Sang cũng nói luôn, quý vị khán giả thì tránh cái việc mà bị mà giả mạo á. Quý vị có gửi tiền á, kỳ mà thấy thông tin nào mà kêu gửi tiền á, ủng hộ cho Tấm Sang á, ai giả danh Tấm Sang á, gì này kia nọ đó, thì chắc ăn nhất là quý vị gọi vô số hotline đó, quý vị gọi vô á, coi cái video, gọi video á, thấy mặt luôn, chắc chắn là mấy bọn giả danh là nó không dám bắt máy bằng video đâu. Thì quý vị cứ gọi vô cái số điện thoại là 0906 86 3943, số điện thoại đó số của Sang nha. Thì gọi video vô, gọi bằng video đó. Ngoài số đó với lại cái số mà 0824 606 606, thì hai cái số này quý vị gọi vô để mà quý vị hỏi thông tin cho nó chính xác trước khi quý vị gửi, mà gọi video phone nha. Gọi video thấy mặt á mấy cô chú. Đừng mà để. tên người á, nhận tiền tài khoản là Trần Huy Đăng, ngân hàng Việt Băng với lại ngân hàng DIDV. Dạ. Ngân hàng Việt Băng. Tên là Trần Huy Đăng nha quý cô chú anh để chị. Duy trì được lâu dài cái hoạt động thì cứu hộ đường sông, cứu hộ đường bộ, vận hành xe cứu thương không đồng, tận liệm mai táng, rồi giúp đỡ bệnh nhân nghèo, giúp đỡ trẻ em nghèo đó, rồi xây nhà tình thương, xây cầu của nông thôn,
thì tất cả mọi cái hoạt động đó thì Sang cũng rất là mong đón nhận được cái sự chung lòng chung sức của quý vị. Đừng có đào nó gọi. Gieo tiêu bông bà. Alo. Đi rồi con. Gieo tiêu bông đang đợi ở chỗ chạm dừng chân cao tốc. Chỗ chạm dừng chân cao tốc á. Ừ rồi rồi. Thì Sang rất là mong cô chú anh chị khi quý vị mà có gửi vô thì cũng giống như hồi xưa Sang làm, thì hàng tháng Sang đều cập nhật tên của quý vị cũng như là cái việc thu chi trên video vào ngày 5 cho tới ngày 7 hàng tháng. Và chắc có lẽ năm nay thì Sang là mà muốn cứ nửa tháng Sang cập nhật một lần. Nếu mà sắp xếp được thời gian nửa tháng cập nhật cái danh sách của quý vị một lần, báo cáo thu chi của quỹ giống như trước kia hàng tháng Sang đều làm. Thì quý vị cứ yên tâm cái việc mà Sang lúc nào cũng minh bạch về cái vấn đề mà chi thu. Mọi thắc mắc quý vị cứ gọi về cái số phone là 0906 86 39 43 hoặc là 0824 606 606. Vậy kính thưa cả nhà, thì như việc mà làm thiện nguyện á cả nhà. Tại sao biết không, thì cũng rất là có nhiều người gọi điện cho Thủy á, nói trời ơi anh Sang ơi, anh Sang thời gian qua anh Sang ngừng không nhận tiền để giúp cho bà con, tôi rất là buồn luôn, rất là buồn đó. Thì thật sự ra mình có nhiều thì mình giúp nhiều, có ít mình giúp ít, còn không có thì mình không giúp. Nhưng thật sự ra mình thấy bà con của mình ở Việt Nam này cũng còn rất là nhiều sự khó khăn à, cho nên á, mình hãy cùng chung tay để mình giúp đỡ đồng bào của mình. Mình không thể nào ngồi yên để mà nhìn thấy người ta khổ khó khăn, mình rất là xót, rất là đau lòng. Thì giống như Thủy cũng vừa nói, nếu như mình có ít thì mình giúp ít, không ai nói mình được hết, mình không có mình không giúp cũng không sao đó. Nhưng mà thật sự cái sự mà cái tình thương của người đồng bào Việt Nam mình rất là cao, cho nên nó là đối với anh Sang từ xưa tới giờ anh đi biết bao nhiêu vùng miền, đi biết bao nhiêu nơi để chia sẻ tình thương của mọi người đến cho bà con đồng bào Việt Nam mình. Thì một mình anh, nói chung là có cái sức của anh thì anh cũng với lại tất cả những anh em cố gắng đem sức mình ra để mà đi giúp cho bà con, không có màng về tới cái tính mạng luôn đó. Chủ yếu là mình sao chia sẻ được cái tình thương, vì cuộc sống này á nó rất là vô thường, mình chết mình không mang được những gì, nhưng mà cái tình con người và tình đồng bào nó rất là cao cả. Cho nên thì suốt những thời gian qua thì anh cũng vẫn duy trì đi giúp cho bà con cô bác, nhưng mà sẽ không được giúp nhiều đó. Còn nếu như mà tất cả mọi người cùng chung tay với nhau thì sẽ giúp được nhiều người hơn. Cũng như hồi Tết bây giờ anh biết không, năm nay thì một cái năm 21 vừa qua thì cũng rất là mấy anh em cũng rất là mệt rồi, thì anh cũng cho mấy anh em nghỉ sớm á, ngày 27 Tết, 26-27 á, thì cũng rất là nhiều người gọi đến nhờ cái sự như là xe cứu thương anh để chở đi về quê, rồi những người qua đời thì nhiều lắm mà. Nhiều lắm. Em cũng đâu, em nói là giờ do tài xế về hết rồi, nhưng thực sự ra trong lòng mình cũng cảm thấy rất là xót xa, rất là xót xa khi một cái người mà người ta rơi vào cái cảnh mà cùng cực quá đau, cũng như là quá đau thương quá khổ rồi, mà đến nỗi không có cái vòng tay nhân ái nào mà để mở ra để đón nhận, để giúp cho người ta qua những cái cơn hoạn nạn như vậy. Thì khi mấy ngày Tết mà khi mà em
ngồi em nằm em suy nghĩ, em thấy tội tội cho người ta. Nếu như có được một người nào đó giúp cho người ta như vậy thì người ta cảm thấy an ủi anh ha. Đó. Nhưng mà cũng phải là anh chấp nhận thôi em ơi, chứ giờ sức lực của mấy anh em thì còn năm vừa rồi cũng đuối rồi, nên một cho mấy anh em về. Rồi cái thứ hai nữa thì cái kinh phí của mình á, mình làm bằng cái đồng tiền lương của YouTube với đồng tiền lương mình bán khẩu trang thì nó cũng có hạn, mình dán duy trì đó mà làm. Cho nên thì thử thôi, bây giờ năm nay mình mới quyết định là nhận lại cái sự chung lòng của mọi người để mà tiếp sức cho bà con nghèo, để mà duy trì cái con đường thiện nguyện mà đem đến cái sự ấm áp và sự chia sẻ đến cho bà con mọi vùng miền. Đó, thì sao anh cũng vẫn mà tiếp tục, không có vấn đề gì mà trở ngại hết á. Nhưng mà rất mong mọi người chung lòng chung sức, cũng như là đăng ký kênh YouTube, xem video, đóng góp ý kiến, xây dựng tinh thần động viên để cho anh em có động lực. Thì thật ra đối với lại mà cái kênh YouTube của Sang quý vị xem và đăng ký kênh thì là cái điều đó quý vị đang chung lòng với Sang để mà giúp đời. Thì kênh của Sang nào giờ là không có vụ mà xoan vô trong mấy cái gì mà gọi là người ta nói là cái gì chen hay là cái việc mà mấy cái gì mà dịch tiết hay là thổi phồng của chuyện gì đó. Hôm nay là cái kênh này là cái kênh để mà giúp đời thôi. Thì mà quý vị xem cái kênh này của Sang thì cũng như kênh Tám Sang Nhiều Chuyện, rồi Tám Sang Chấn Ngơm Ấm Lòng, Thủy Cuộc Sống Đời Thường, thì tất cả những cái kênh đó là Sang lãnh tiền lương để mà chia sẻ đến cho bà con. Đó là làm cái việc mà ý nghĩa đến cho đời. Thì Sang cũng rất là mong quý vị khán giả nên ủng hộ những cái kênh nào mà đem được cái sự thiết thực đến cho xã hội. Đó. Nhưng mà tuyệt đối là không có giật tít câu like, câu view hay thổi phồng câu chuyện. Rồi bới móc bất kỳ cái chuyện gì, có gì mà gọi là mà ồn ào trên xã hội là Sang không bao giờ mà bu vô. Cho nên là Sang rất là mong mọi người hãy cùng đồng hành với Sang tiếp. Dạ. Và để mà tạo cho Sang cũng như là tất cả mấy anh em có thêm động lực bằng cách là bấm đăng ký kênh, chia sẻ video, bấm like, bấm vào nút cái chuông để xem được cái video sớm nhất. Thì mọi cái thông tin mà chung lòng chung sức ủng hộ thì nằm ở phần bên dưới bình luận của video nha cả nhà. Khán giả nào ở nhà coi bằng tivi, bà con cô bác muốn xem được cái thông tin đó thì kêu mấy đứa nhỏ nó bật cái điện thoại lên rồi mình đọc được cái phần bình luận, còn coi tivi mà nó có đọc được bình luận nhau nha cả nhà. Đó. Rồi còn ví dụ bà con cô bác nào mà coi bằng tivi mà không đọc được bình luận thì một lần nữa Sang đọc lại cái số điện thoại để mà liên lạc: 0906 86 39 43, hoặc 0824 606 606. Thì thông qua hai cái số điện thoại, mọi sự thắc mắc của quý vị về cái vấn đề mà quyên góp và quỹ, Sang chỉ nhận một cái sự ủng hộ quyên góp và quỹ, chứ không nhận mà cái cho một cái trường hợp cá nhân nào nữa. Thì công việc nó quá nhiều cho nên thì Sang sợ nhận cho một cái giúp cho một cái cá nhân nào thì mình đi chậm trễ thì nó rất là kỳ, lại mang tai tiếng. Cho nên thì Sang nhận vào quỹ là Sang tính toán theo cái việc mà giúp đỡ cho hoàn cảnh nào cân đối để mà làm sao cho nó phù hợp, chia ra được nhiều hoàn cảnh, chứ không có để mà một hoàn cảnh thì quá nhiều. Còn nếu như mà mọi hoàn cảnh nào mà
cần cái sự giúp đỡ nhiều thì sang cho cái thông tin, một là sang đăng tải thông tin của cái hoàn cảnh đó lên để cho mọi người tự trực tiếp giúp đỡ đó. Hai là sang sẽ giúp đỡ cho hoàn cảnh đó bằng cái đồng tiền ở trong quỹ mà sang có để mà chia sẻ. Thì đó, thì sang cũng rất là mong mọi người chung lòng chung sức với sang. Thì sẵn đây sang cũng nhắc luôn, ông như đầu năm đầu tháng không biết ông Ấn bà Hành mấy thánh mấy cha mấy mẹ sẽ đầu năm đầu tháng gọi điện thoại vô chửi bới đồ này kia nọ, chửi như thô tục tục tiểu, mấy đứa nhân viên nữ nó nghe rất là, sang phải nói từ là rất là mất dạy. Nói chung là em xin phép anh nha, em cũng xin chia sẻ thêm về cái việc kênh của mình là thứ nhất kênh Hội Thiện Nguyện Bidet là kênh chia sẻ, đi chia sẻ tình thương, đi giúp đỡ cho bà con. Còn kênh Tám Sai Nhiều Chuyện là một cái kênh cũng như để có một cái chút thư giãn giải trí, cũng là để chia sẻ cho bà con cô bác với lại những anh em trong hội sau những ngày mà mệt mỏi đó. Thì em biết là rất là nhiều người thương quý những cái kênh của mình, giống như là thương quý anh với tất cả những anh em trong hội. Nhưng bên cạnh đó thì em còn cũng có một số ít thôi, người ta có những cái lời nói rất là thái hóa, rất là khó nghe, cũng giống như anh vừa chia sẻ đó. Thực tế ra thì từ trước tới giờ anh Sang bất kỳ trên cái các cái trang mạng xã hội đó, thì anh Sang không bao giờ mà muốn hơn thua với ai và không muốn là nói bất kỳ cái gì để làm tổn thương ai. Anh cũng không có mà nói thật sự nó trách móc, mình cũng không phải trách móc, tại vì người ta không hiểu mình, hoặc là người ta ghen ăn, gọi là ghen ăn tức ở, ganh tị, hoặc là người ta muốn được cái gì đó mà người ta không được, cho nên người ta mới như vậy. Nhưng mà chỉ đó chỉ là một số ít đó. Nhưng thực tế nếu như anh Sang có làm gì sai, hoặc anh em trong hội, tất cả mọi người ai có làm gì sai thì anh Sang cũng luôn, anh thường hay nói luôn, không biết cả nhà có xem kỹ không, nếu anh sai cái gì cứ đến trực tiếp gặp anh sẵn sàng rồi đó. Thì bây giờ anh tiếp tục anh nói đi. Thì nói chung á, anh cũng nói hoài, nếu cảm thấy khó chịu đừng có chơi những cái trò bị ổi mà chửi bới qua mạng. Sang không thích chửi bới qua mạng, không quen. Cảm thấy thích khó chịu, khó ăn, khó ở, muốn ói trong người lại kiếm Sang 24 trên 24 Sang điều tiếp hết. Đúng rồi đó. Khó ăn khó ói hả? Khó ăn khó ở, muốn ói trong người thì đến kiếm Sang 24 trên 24. Tại nào giờ mình làm mình có thông tin địa chỉ nhà cửa với mình, không phải là dạng mà làm chúng chui chúng nhủi giấu địa chỉ nhà cửa, không có đâu. Có địa chỉ xong tới mà kiếm mà gặp trực tiếp nó chửi bới cắn xé cào cấu, cứ vô tư Sang để cho cắn xé thật nhiều lắm. Cho nên là mình không có chịu mà chơi tiểu nhân, mà mình đưa cái số điện thoại lên nó gọi lại cũng chết à, người ta gọi khán giả gọi là cũng chết à, chúng tôi à. Mà mình không có chơi tiểu nhân, mà mình cũng không có dạng mà rảnh gọi mà sanh ông nổi những cái chuyện linh tinh đó. Mà nói thật sự ra đừng có làm mấy cái trò đó, chửi bới người ta rồi chi qua điện thoại. Nay mình chửi mình giấu mình trốn được, có người ta ghét người ta đưa cái số điện thoại mình lên trên mạng rồi mình nghĩ như thế nào, cái gì nó cũng có nhân quả đó, đúng không? Không sợ nhân quả thì đến đây gặp Sang, Sang trả lời cho 6 câu vòng cổ, bảo đảm là 30 giây thắc mắc lên phường nó nhanh gọn lẹ, chứ đừng có chơi mấy trò bị ổi nữa. Năm 2022 rồi, giảm bớt mấy cái tình trạng đó đi, trời ơi. Sống ở đời hơn thua nhau để làm cái gì, bởi vì toàn là núp sau lưng không. Có muốn cảm thấy mà thắc mắc khó ở trong lòng thì hãy đến. Ủa, mình ghé đây là ghé đây đợi đợi cái xe kia đi lên chung luôn rồi. Hãy đến mà tìm Sang nha, tới nhà Sang bảo đảm gặp được 8 lựu đạn thôi.
mà nói từ 8 lựu đạn chứ nhà không có lựu đạn đâu, đừng sợ. À, hang 18 tên lửa đó, hang số 1 tên lửa, đến đó là gặp sang ngay, đừng có chơi mấy cái trò này nữa. Trời ơi, làm được thì làm không được thì thôi, để cho người ta đi giúp cho người khác đi, chứ đừng tối ngày cái vấn đề này hoài vậy trời. Ở đời tôi cố gắng tôi học bớt bỏ cái chữ bu, mà tối ngày chữ bu hoài lại cho tôi nặng đầu à. Đó. Xin cho tôi yên để tôi đi giúp bà con, tôi lại luôn á nha. Giờ một lần nữa chúc mọi người nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc trong cuộc sống. Chà. Bye bye. Hiếu ngủ rồi. Hiếu ngủ hả? Rồi hôm nay về con lo học hành nha. Lên lớp 11 rồi, chuẩn bị lớp 12 rồi. Ráng cố gắng học xong rồi lên bố. Bé My bữa nay đi về nhà để lên nhà chơi bữa mùng 8 thôi con. Mùng 7, chiều mùng 7 nó lên rồi. Ơi, nãy giờ hai chồng già ngồi nhiều chuyện quá, tới giờ này 31 phút mấy rồi. Ê, Trâm đây, bạn của Trâm đàng hoàng nha. Cái này là chùm này, cái bằng là chùm hồ hữu lưu hữu khạp ở nha, ở đồng quê tôi tên tổn đó nha, nhớ kỹ nha, chửi tôi phải nên nhớ là hãy nghe kỹ cái tên tôi tên tổn nha, chứ tôi không có tỉnh nha đó. Tên tổn mà tôi không có tỉnh. Cái này mới nguy hiểm à. Tôi không có tỉnh là mới nguy hiểm nha. Tên đủ là không ai sợ đâu, nhưng mà tôi không có tỉnh. Tôi không có gì là gọi là cao sang, nó không có gì mà gọi là nổi tiếng. Tôi trôi nổi khắp nơi, mọi vùng miền. Rồi biết tôi đi lúc nào tôi cũng thông báo lịch, tôi ra chặn đầu xe đi. Chặn kêu lại hỏi, ê mày tấm tổn là mày lừa gạt ai ở này kia nọ. Trời ơi, lúc đó là muốn mằng mắm đó, ông nói hơn 30 phút ông còn ngồi nói nữa hả? Không, xuống nói nhiều chuyện nãy giờ 30 phút, hơn 30 phút giờ còn nói hoài vậy ông. Xuống buông nha bỏ nha, từ bi hỷ thì xả nha. Hỷ chứ không có xả nha, con xả bất công lát đứt người ta. Uống cà phê đi, uống cà phê sáng. Rồi, đi. Bye bye. Xin chào. Cảm ơn cả nhà nhiều nha.